Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi đã cập nhật những thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý của các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh để chuyển đến quý vị ngay sau đây. Chương trình hôm nay, ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau. Tỉnh ủy giám sát thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện ở thành phố Bà Rịa. Các địa phương tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách năm 2019. Huyện ủy Long Điền tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018. Huyện Đất Đỏ thông qua quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quý vị đang theo dõi phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển. Những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 12, đoàn giám sát của tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Đồng, trưởng ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở thành phố Bà Rịa. Tại buổi giám sát, thành ủy Bà Rịa cho biết đã triển khai phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ đầu tháng 3 năm 2018. Đến nay, đã có 55 chi bộ khu phố ấp triển khai phong trào này đến đảng viên. Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa cho biết đã có 2.844 đảng viên của thành phố đăng ký thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đạt tỷ lệ 78,5% trên tổng số đảng viên đang sinh hoạt. Tại buổi giám sát về kết quả phong trào, ông Nguyễn Văn Đồng, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đề nghị Thành ủy Bà Rịa tăng cường công tác tuyên truyền đối với đảng viên, quan tâm đến hiệu quả đăng ký thực hiện. Các chi bộ đảng bộ không nên đăng ký nội dung theo khuôn mẫu mà căn cứ vào thực tế địa phương để xây dựng nội dung đăng ký cho phù hợp. Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội cần tăng cường vai trò giám sát đảng viên trong thực hiện phong trào tình nguyện này. Thành phố Bà Rịa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2016-2018. Qua 3 năm thực hiện, thành phố đều thực hiện đạt và vượt các tiêu chí đề ra. Ý thức chấp hành các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong nhân dân ngày càng cao. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư nâng cấp khang trang, vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp. Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa được thành phố Bà Rịa thực hiện lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Qua đó, thành phố đã phát huy nguồn lực sáng tạo trong nhân dân, tạo nên nhiều hình thức phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, mức sống người dân được nâng cao. Văn hóa, văn minh công sở, văn minh thương mại có nhiều tiến bộ, trật tự văn minh đô thị chuyển biến tích cực. Trong 3 năm qua, kinh tế thành phố Bà Rịa đều tăng trưởng khá. 100% hộ dân sử dụng điện, nước sạch và nước hợp vệ sinh. Thành phố có 98,5% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. 100% xã phường đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Có 14 tuyến phố đạt tiêu chí tuyến phố văn minh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã biểu dương 12 tập thể, 11 hộ gia đình và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2016-2018. Tiếp theo là những thông tin ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, huyện ủy Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm nay, đảng bộ huyện Long Điền kết nạp được 156 đảng viên. Ban tổ chức huyện ủy phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về đảng và công tác đảng dành cho cấp ủy cho hơn 500 học viên, tham mưu cho huyện ủy thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm. Ban tổ chức phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy Long Điền tiếp tục tham mưu cho huyện ủy thực hiện việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo quy định tiêu chuẩn chức danh, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức, có kiến thức lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, năm 2019, huyện ủy Long Điền đẩy mạnh tổ chức thực hiện chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019. Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền được thông qua các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân huyện về quản lý ngân sách đầu tư công năm 2019. Năm nay, huyện Long Điền phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 12.003 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 2.703 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 707,9 tỷ đồng, giải quyết việc làm theo chương trình 7.300 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75% dân số. Trên cơ sở đó, các ngành các cấp và địa phương căn cứ chức trách nhiệm vụ và thực tế địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, năm 2018, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh, góp phần ổn định sự đoàn kết nội bộ. Một số tổ chức đảng có sự chủ động trong việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm, qua đó góp phần gìn giữ kỷ luật, kỷ cương trong đảng. Đây là báo cáo của huyện ủy Đất Đỏ tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của huyện năm 2018. Trong năm nay, các cấp ủy trực thuộc huyện ủy Đất Đỏ đã kiểm tra giám sát hơn 212 tổ chức đảng và 180 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở kiểm tra giám sát 200 tổ chức đảng và 164 đảng viên. Năm 2018, chi bộ cơ sở đã tiến hành kỷ luật một đảng viên với hình thức khiển trách do phát hiện sai phạm. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đã thông qua báo cáo quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Phước Hội. Theo quy hoạch, dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Phước Hội có diện tích 252 ha, chia làm 4 tiểu vùng trồng rau, hoa, cây cảnh, nấm, chăn nuôi gà, chăn nuôi heo và chăn nuôi vịt. Dự án triển khai từ năm 2019 đến năm 2025, tổng kinh phí đầu tư cho dự án từ 1.000 đến 1.200 tỷ đồng. Cho ý kiến về quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Phước Hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ngành liên quan quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai khảo sát đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao về đầu tư trên địa bàn huyện. Các phòng chuyên môn tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dùng quy hoạch để huyện làm cơ sở pháp lý triển khai. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Đông Bắc, Tây Bắc, thị trấn Đất Đỏ đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ thông qua tại cuộc họp với các ngành chức năng của huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ diễn ra vào chiều qua. Theo đơn vị tư vấn quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Đông Bắc, Tây Bắc, thị trấn Đất Đỏ, hiện nay các khu vực dân cư hiện hữu tại đây có mật độ xây dựng thấp, người dân xây dựng tự phát, nhà ở xen lẫn với đất nông nghiệp, thiếu các tiện ích về hạ tầng xã hội và thiếu hạ tầng kỹ thuật. Do đó, việc quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, thị trấn Đất Đỏ với diện tích hơn 337 ha nhằm mục đích chỉnh trang đô thị, đưa các tiện ích về hạ tầng xã hội và kỹ thuật và phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong khu vực, làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, quản lý đô thị, xác định các dự án đầu tư trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, Phòng Kinh tế Hạ tầng sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện trình Sở Xây dựng cho ý kiến về quy hoạch này. Ngày 28 tháng 12, huyện Đất Đỏ tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Hoa, là con liệt sĩ Lê Văn Sinh, ngụ tại khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải. Ngôi nhà được trao cho bà Lê Thị Hoa có diện tích 50 m², kết cấu mái lợp tôn, tường ốp gạch, nền lát gạch bông. Tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng, do Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng và Tổng công ty điện lực miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải cùng các đơn vị tài trợ đã tặng gia đình bà Hoa nhiều đồ dùng sinh hoạt. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Đất Đỏ được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, nhiều người đã tham gia hiến máu hàng chục lần. Vào hôm qua, trong đợt hiến máu nhân đạo lần thứ tư năm 2018 do Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đất Đỏ tổ chức, hàng trăm người dân đã đến tham gia. Với tinh thần, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại,
Trong đợt hiến máu cuối năm 2018, hơn 300 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong huyện Đức Đỏ đã tham gia hiến máu. Kết quả, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã thu được 262 đơn vị máu. Tổng kết năm 2018, huyện Đức Đỏ đã vận động hiến 1.050 đơn vị máu, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Mời quý vị tiếp tục đến với những thông tin từ thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách năm 2019 cho các cơ quan đơn vị. Căn cứ vào chỉ tiêu tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 cho các phòng ban chức năng và các địa phương. Năm 2019, thành phố Vũng Tàu phấn đấu đạt doanh thu ngành thương mại dịch vụ 227.500 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành hải sản 9.120 tỷ đồng, sản lượng khai thác hải sản 195.800 tấn, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 29.400 tỷ đồng, thu ngân sách 3.540 tỷ đồng, chi ngân sách 1.590 tỷ đồng. Thành phố đầu tư 165 dự án từ nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng số vốn 385 tỷ đồng. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, thành phố phấn đấu giải quyết việc làm cho 8.200 lao động, phấn đấu giảm hộ nghèo xuống dưới mức 1% so với tổng số hộ dân, phấn đấu có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, 97,5% hộ gia đình, 92,5% khu phố thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, 17 trên 17 phường xã giữ vững bộ chỉ tiêu quốc gia về y tế. Ngày 28 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1 thành phố Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường 1 thành phố Vũng Tàu vận động hơn 1,5 tỷ đồng để trao gần 6.000 suất quà, vận động gần 500 triệu đồng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa để thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và chăm lo cho người nghèo. Mặt trận Tổ quốc phường xây dựng được 14 tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp. Tính chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 173 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 4,5 tỷ đồng. Trong khóa 7, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 1 thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động tập hợp để xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận phường tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị khác, Mặt trận Tổ quốc phường 1 tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Đại hội đã bầu 39 đại biểu vào ban chấp hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau hơn 7 tháng thi công, công viên Măng Non 15 tháng 5 do Hội đồng đội thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư tại khu tái định cư xã Long Sơn đã hoàn thành. Và chiều qua, Hội đồng đội thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ bàn giao công viên cho chính quyền địa phương. Công viên Măng Non 15 tháng 5 tại khu tái định cư xã Long Sơn có tổng diện tích hơn 1.800 m2. Công trình bao gồm các hạng mục, trò chơi, hệ thống trụ uống nước, thùng rác công cộng và ghế đá. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 400 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ của các liên đội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và từ nguồn vận động các mạnh thường quân. Đây là công trình măng non đầu tiên được xây dựng tại xã đảo Long Sơn nhằm tạo ra sân chơi an toàn cho thanh thiếu nhi xã. Ghi nhận từ huyện Châu Đức sẽ khép lại phần thông tin địa phương hôm nay. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2 và chương trình 135 giai đoạn 3, trong năm 2018, huyện Châu Đức đã xây dựng 45 căn nhà, 95 nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 600 triệu đồng. Cấp phát cây con giống phát triển sản xuất cho 104 hộ gia đình với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, xây dựng 5 công trình giao thông, 2 công trình điện, 2 công trình nước sạch với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với tỉnh khen thưởng tặng quà cho 32 người có uy tín trong đồng bào dân tộc, cấp tiền hỗ trợ Tết cho 123 sinh viên dân tộc theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng. Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, Ban dân tộc huyện Châu Đức cho biết, năm 2019,
huyện tiếp tục triển khai rà soát các hạng mục, đề nghị hỗ trợ nhà ở, nhà vệ sinh, điện, nước, hỗ trợ con giống phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã khó khăn. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin, tài liệu có nội dung xấu, độc hại, qua đó thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Huyện ủy Châu Đức vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa cấp huyện. Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức huyện Châu Đức được báo cáo viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các chuyên đề, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo và định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới, kỹ năng viết tin bài về phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, kỹ năng cung cấp và xử lý thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet, qua đó có kiến thức kỹ năng để phòng chống hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình trên mạng. Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, giải bóng đá mini thanh niên các dân tộc thiểu số huyện Châu Đức năm 2018 đã bế mạc. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và giải phong cách cho các đội thi đấu xuất sắc và ấn tượng nhất. Tham dự giải bóng đá mini thanh niên các dân tộc thiểu số huyện Châu Đức có 6 đội bóng đá với hơn 70 vận động viên là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định các danh hiệu của giải. Giải được tổ chức nhằm tạo cơ hội để thanh niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Châu Đức có dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, qua đó thúc đẩy phong trào thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Thưa quý vị, Côn Đảo hiện là địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến với Côn Đảo, ngoài việc tham quan các di tích lịch sử hay lên rừng xuống biển khám phá thiên nhiên, du khách còn được thỏa sức tắm biển với những bãi biển có làn nước trong xanh và bãi cát sạch đẹp. Tại đây, bãi Đầm Trầu được đánh giá là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới hòn đảo xinh đẹp này. Là một trong những bãi biển đẹp nhất của Côn Đảo, bãi Đầm Trầu nằm tại khu vực Co Ống, cách trung tâm thị trấn Côn Đảo gần 15 km, cách sân bay Côn Đảo khoảng 2 km. Trên máy bay, ngay tại sân bay Côn Đảo, du khách có thể nhìn thấy bãi biển này hiện ra phía dưới cửa sổ thật thơ mộng và hấp dẫn. Tên gọi Đầm Trầu của bãi tắm gắn liền với sự tích Chàng Cao và Nàng Trầu. Câu chuyện về một mối tình oan nghiệt của đôi trai gái yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vẫn được người dân trên đảo lưu truyền và giới thiệu cho du khách mỗi khi tới nơi này. Bãi Đầm Trầu hiện vẫn giữ được nét hoang sơ, thanh bình mà không nhiều bãi biển khác có được. Nơi đây sở hữu bờ cát vàng mịn, trải dài với làn nước biển trong xanh, chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động dân sinh. Đến đây, du khách có thể thoải mái tắm biển hay tham gia các trò chơi ngoài trời, các hoạt động dã ngoại, cắm trại. Đây là lần đầu tiên tôi đến Côn Đảo. Cảm nhận của tôi về cái Côn Đảo này là cái bãi biển rất là đẹp, nó còn rất là hoang sơ, sóng biển thì rất là êm. Tôi rất thích ở Côn Đảo, nếu có dịp có thể chúng tôi sẽ được quay lại về Côn Đảo một lần nữa. Cảm giác rất là thoải mái, so với các bãi biển khác thì nó vẫn còn hoang sơ và có những cái dãy núi thì cũng rất là đẹp, dễ thương. Những vách đá, triền đá, treo leo nằm sát bên bờ biển. Màu đen thẫm của núi đá xen lẫn với màu vàng của cát, màu xanh của trời, của biển và của cây rừng khiến bãi Đầm Trầu giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Chính vì thế, những người đam mê nhiếp ảnh thường đến đây để ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp. Cảm nhận của mình về Côn Đảo rất là đẹp. Nói chung là con người Côn Đảo thân thiện, mà cảnh Côn Đảo rất là đẹp. Mình cũng cố gắng mình dậy từ 4 giờ, 5 giờ sáng mình chụp được những tấm hình bình minh, rồi những cái cảnh tự nhiên của Côn Đảo khi mà từ ngoài tàu vào rất là đẹp. Nhưng mà đến cái bãi này thì mình thấy rất là hay, nó rất là đẹp. Mình cũng đang chờ hoàng hôn xuống để mình chụp được những bức hình như ý của mình. Khu vực Đầm Trầu chưa có nhà nghỉ, khách sạn nên khách du lịch thường đến và về trong ngày. Tuy nhiên tại đây, du khách có thể thưởng thức hải sản biển như mực, các loại cá, ốc biển ở một số nhà hàng của người dân địa phương đang kinh doanh buôn bán tại đây. Trước đây, muốn vào Đầm Trầu phải qua một con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, rất khó khăn cho các phương tiện vận chuyển hành khách.
nhưng từ đầu năm 2018 đến nay, tuyến đường dẫn vào bãi đầm Trầu do Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đầu tư xây dựng đã hoàn thành, nên việc đi lại hiện nay rất thuận tiện. Trên đường đến đầm Trầu, du khách còn có thể dừng chân tham quan di tích Miếu Cậu. Theo truyền thuyết, đây là nơi có ngôi mộ và miếu thờ Hoàng tử Cải, con của bà Phi Yến với chú Nguyễn Ánh. Không chỉ là điểm đến hấp dẫn du khách, từ lâu, bãi đầm Trầu còn là nơi người dân Côn Đảo lựa chọn để tổ chức các hoạt động vui chơi dã ngoại vào dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ Tết. Bãi biển đầm Trầu thực sự là điểm đến lý tưởng để du khách được hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp, bởi nơi đây vẫn còn rất hoang sơ, thanh bình. Chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:00, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.